Centrantix là 2016, tên của ngôi nhà đầu tiên của thương hiệu, nơi mà cảm hứng và những cái ý tưởng bắt đầu từ ngôi nhà này. Thứ hai là cái tuổi 21, cái là tuổi rất là đẹp của đời người phụ nữ. Những thiết kế đặc trưng của Centrantix nhắm tới đối tượng khách hàng là những cô gái cá tính, mạnh mẽ với những chất liệu mềm mại, quyến rũ. Bộ sưu tập sắp tới mà Sandy muốn mang đến Việt Nam International Fashion Week có tên là Bão Sa Mạc. Qua một chuyến đi của Sandy cùng ekip sáng tạo của Centrantix qua Mỹ, khi mà chúng tôi có di chuyển từ Los Angeles đến Las Vegas thì có đi qua một cái sa mạc rất là lớn và hùng vĩ. Và chúng tôi đã có những cái trải nghiệm phải nói là khá là khó khăn nhưng mà cũng cực kỳ thú vị. Và từ đó thì tôi đã có cái ý tưởng cũng như là muốn truyền tải cái thông điệp thông qua cái bộ sưu tập Bão Sa Mạc. Sưu tập lần này nói về những cô gái có những cái trải nghiệm trong cuộc sống rất là mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, có nhiều năng lượng để đối mặt với những khó khăn cũng như là thách thức trong cuộc sống. Sưu tập Bão Sa Mạc có gam màu chủ đạo là tông màu ghi và màu nâu. Tông màu ghi thì tượng trưng cho cơn bão qua sa mạc, tượng trưng cho những cái đám mây quần vũ trên bầu trời. Còn màu nâu thì tượng trưng cho cát, những cái làn cát rất là mềm mại và quyến rũ. Ekip của Centrantix cũng rất là háo hức cũng như là cật lực làm việc. Và chúng tôi tự tin và chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần ra biển lớn cùng với tất cả các nhà thiết kế Việt Nam. Thank you.